Ok, hello, xin chào mọi người nha. Thì sẵn tiện đây mình sẽ làm một cái video review thử mấy cái lưỡi mới mua nha mọi người. Coi nó như thế nào nha. Coi có ok không nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình cũng sẽ mời mọi người xem cái video review lưỡi coi nó ok không nha mọi người. Ok, let's go. Thì cái địa hình review của mình bữa nay là ở chỗ này nha mọi người. Thì rất là đẹp luôn. Đây nè, rất là trống trải nha mọi người. Đó, rất là yên tĩnh luôn. Thì chỗ này người ta không cho đi ra ngoài nha mọi người. Cho nên là mình đứng câu ở trong mé bờ nha. Đó, mà không biết có cá không nữa. Ok, thì chỉ đứng câu vòng vòng ở đây thôi, chứ không có được đi ra ngoài kia nha. Ok. Thì ở dưới đây cá bay cũng nhiều mọi người. Ở dưới đây cá đối cũng nhiều á. Nói chung là mấy con cá vượt không biết là có hay không. Đó, ok, mình sẽ câu thử nha mọi người. Ok, hello, xin chào mọi người nha. Thì đây là cái thành quả đầu tiên của mình nha mọi người. Đây là cái thành quả mà đầu tiên là mình test lưỡi nha mọi người. Đây, đó. Thì 300 ngàn mà lên được cái con này thì cũng đủ vốn mọi người. Ok, đó. Thì nói chung là tại vì cái con này mọi người biết sao không? Thì nãy mình kéo lên nó nặng lắm mọi người. Nè mọi người, giờ nó dính ở đây nè. Đó. Thì ở trong này á thì cá đối nó nhiều mọi người. Cái này á thì nó không có táp thiệt, nhưng mà khi mà mình kéo mà nói chung là cũng hên, nó cũng dính đó mọi người. Đó, đây nè mọi người. Con cá đối đầu tiên. Thành quả đầu tiên của mình nha mọi người. Lần đầu tiên mình test mồi nha mọi người. Đó. Nói chung là cũng khá là thú vị. Ôi, hồi nãy mình kéo lên đó mọi người, nó rất là nặng. Thì đây là lần đầu tiên mà mình câu cái mồi rê mà dính cái này nha mọi người. Nói chung là khá là thú vị. Rất là to béo. Nói chung là mình tưởng đâu lên cái con cá kia, thì không ngờ là lên cái con cá này. Nói chung rất là to. To bự lắm mọi người. Đây nè, cái cầm tay của mình nè. Ôi, hồi nãy mình kéo lên nó như là giặt với con trâu vô mọi người. Nó nặng quá. Mình tính đâu là xảy ra ai ngờ nó vẫn còn dính đây mọi người. Dính rất là ấy nha mọi người. Móc đây nè, cái đuôi nó nè. Đó. Nói chung là cũng to mọi người. Thì bữa nay cũng đi cũng có cá rồi, cũng test lưỡi thành công nha mọi người. Mặc dù không, mình không phải là mình câu cái loại này nha, mình câu cái loại kia, loại Suzuki á, nhưng mà kéo làm sao mà hên trúng con này luôn. Cũng nặng á, con này cũng khoảng 1 kg mấy á mọi người. Ok chưa, hên quá. Thì nói chung là nó cũng không gọi là bị dính ở đây nữa mọi người. Đây nè, dính ở đây nè, ở đây nè. Tại vì hồi nãy mình thấy là con cá là nó bấu, mình kéo dính ở đây nè, ở đây một chỗ nè. Nói chung là cá rất là mập luôn mọi người, nhìn cái bụng mở lắm nè.
mình kéo lên, bây giờ tới giờ mình còn gung tay nữa nè mọi người. Đúng là cảm giác rất là phê, rất phiêu luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô và mình đi câu tiếp nha mọi người. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình câu dính con cá to như vậy nha mọi người. Còn mấy đợt trước á, mấy đợt trước mình đi câu á toàn là mấy anh em câu mà mình không câu. À, đợt này lên khai quả đầu tiên rồi, rất là ok luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra nha mọi người. Nói chung là cái mồi này cũng rất là hay. Mình đã tháo thành công nha mọi người. Đây, lượm tiền nha mọi người. Đó, ngon lành. Đó. Rất là thú vị, rất là vui mọi người. Đây, ok, mình sẽ bỏ vô thùng nha mọi người. Thùng này mình bỏ vô thùng mút. Bỏ vô cái nó gần đầy thùng mít to như nào mọi người. Nhưng mà mình bỏ vô cái cá nó đầy thùng luôn nè. Đây, một gang tay của mình là chưa giáp nè mọi người. Đây, một gang tay nè, chưa giáp nè, hai gang tay mình cần cá nó cỡ 50 mọi người, 50 cm. Tại gang của mình là 250 khoảng 500 hai gang tay quá dữ. Ok, thì bây giờ mình sẽ rửa tay và tiếp tục test lưỡi nha mọi người. Tiếp tục test lưỡi tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái đồ múc nước, bỏ rửa tay xong rồi mình còn sẽ bỏ vô trong đây một tí nước.
Hello, xin chào mọi người nha. Thì bây giờ lên hàng tiếp nha mọi người. Ở đây test mồi được 2 con cá đối. Đây mọi người. Ok, bây giờ con này con thứ hai nha mọi người. Mình cũng không hiểu sao. Chắc là cái chỗ này nó nhiều cá đối quá mọi người. Đây nè. Đó. Được chưa? Dính đây nè mọi người. Nói chung là hên móc dính đó mọi người. Mà kéo mấy con này nó nặng, nó mệt. Được 2 con là kéo cái này dính đây nè. Nó cái này á, nếu như mà câu mọi người, nó cũng giống như mà cái lưỡi ba tiêu á mọi người. Nhưng mà cái này là mình dạng như là không có dùng lưỡi ba tiêu nha mọi người. Mà cái này là mình rê nó mà xong rồi xui xui mà dính hên dính con cá đói này. Đây, được 2 con nha mọi người. Nói chung là hôm nay test lưỡi này như là mình thấy là câu bộ ra được mọi người. Mình chịu 2 mà nãy giờ dính được 2 con rồi. Nói chung là kéo mình đâu có dám kéo mạnh mọi người. Mình kéo cho nó mệt á, cho nó mệt xong cái mình kéo nữa mà kéo mấy con này nó mệt thiệt. Đây mọi người. Mập hồ lù luôn. Đó. Quá dữ. Dù kéo mà cũng chì 2 cái tài luôn mọi người. Đây là mọi người. Đây là con thứ hai nha. Đây. Đây là mọi người. 2 con để mình rửa. Đây. Ui, con này to. To hơn con nãy nha mọi người. Đây. Được 2 con nha. Đây là thành quả test lưỡi của ngày hôm nay nha mọi người. Đó, quá dữ. Quá lài mọi người. Mình không ngờ luôn á. Ui. Mình không ngờ mình thành quả được test lưỡi mà được 2 con như vậy mọi người. Ui. Kéo 2 con này mà. Nó quải 2 cái tay luôn mọi người. Quá dữ. Ok. Thì nói chung là cái lưỡi này rất là ok nha mọi người. Nói chung là mặc dù là không phải là chuyên môn của cái loại lưỡi này nhưng mà nó cũng rất là chắc. Nó không có sảy. Nói chung là lên cá được à. Nói chung là thì lên cá nào thì mình ăn cá nấy thôi mọi người, chứ mình cũng không có kén nữa. Nói chung là bữa trúng bữa thắt hên với xui mọi người. Đó. Nói chung là cá này á, mình nói luôn là thật sự ra là không phải dùng cái lưỡi này để câu cá này nha mọi người. Cá đói là ba tiêu nhưng mà cái lưỡi mà câu rê của mình á, nó có ba tiêu thì tại vì á ở chỗ này nè, cái bầy cá đói nó nhiều nè, cho nên là mình kéo đại nó cũng dính nữa. Đó, chứ thật chất ra ngoài ý muốn nha mọi người. Ok. Đó, ok mình sẽ tiếp tục nha mọi người, tiếp tục coi lên được con nào nữa không nha mọi người. Ok, hello, xin chào mọi người nha. Ok, hello, xin chào mọi người nha. Thì thành quả của mình hôm nay mọi người được 2 con cá đói nha mọi người. Nói chung á là hên mọi người, kéo dính thôi chứ không phải là câu cá đói bằng cái mồi này nha mọi người. Đó, nói chung là hên thì móc dính thôi chứ. Đó, ok. Đây. Đó, thì đây là nói chung là hôm nay hên may mắn mọi người. Đó. Thì có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video ở đây nha mọi người. Đây. 2 con cá đói. Đó. To lắm nha mọi người. Giờ cá nó chết rồi. Đó. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi mình nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.